Ủy ban Nhân dân huyện Thống Nhất mới đây đã công bố quyết định thành lập đoàn kiểm tra công tác bảo vệ môi trường năm 2024 trên địa bàn huyện. Theo đó, Ủy ban Nhân dân huyện sẽ thành lập 10 đoàn kiểm tra thực tế công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường tại các xã thị trấn trên địa bàn huyện. Nội dung kiểm tra liên quan đến công tác xây dựng các kế hoạch, công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, kiểm tra công tác thu gom và xử lý chất thải, phân loại rác tại nguồn, công tác khắc phục môi trường tại các cơ sở chăn nuôi vi phạm về môi trường, giải pháp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường trong thời gian tới. Trước đó, thực hiện kế hoạch số 99 ngày 13 tháng 4 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Thống Nhất đã chủ trì kiểm tra đối với 151 trang trại chăn nuôi, Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn kiểm tra đối với gần 280 trang trại và các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. Qua kiểm tra đã xử phạt 127 cơ sở chăn nuôi vi phạm về môi trường với tổng số tiền là gần 2,2 tỷ đồng.